Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại phòng giảm béo công nghệ cao của The Master Beauty Training Center để theo dõi một ca giảm béo cùng vị khách hàng tại đây bằng công nghệ máy UltraV Elite. Công nghệ UltraV Elite với ưu điểm vượt trội là sử dụng lực nén chân không áp suất cao, đưa thẳng tinh chất vào da mà không cần kim, do đó không tạo nên cái sự đau đớn và khó chịu cho khách hàng. Khách hàng không cần phải nghỉ dưỡng và có kết quả ngay lần thực hiện đầu tiên. Chúng ta đang thấy kỹ thuật viên thực hiện kỹ thuật tiêm giảm béo cho vùng bụng và eo của khách hàng với thế hệ máy UltraV Elite kết hợp với siêu tinh chất giảm béo CNO Plus với các thành phần giúp tăng chuyển hóa năng lượng, đốt chất béo, đồng thời hỗ trợ đào thải chất thải, phân giải lipid, tống chất mỡ và kích thích cơ thể đào thải mỡ thừa. Trước đây thì mình rất là mập, nhưng mà sau 3 lần điều trị ở The Master thì mình cảm thấy là cái vòng eo của mình giảm đi rất là đáng kể, khoảng 9cm. Cái điểm mà mình thích ở cái liệu trình này là nó không hề gây cho mình cảm giác đau. Sau khi làm xong thì mình cũng không cần phải nghỉ dưỡng và nó cũng không có ảnh hưởng gì tới sinh hoạt hàng ngày. Mình thì rất là thích những cái dịch vụ ở bên The Master, thì mong là sau khi mình làm những cái liệu trình ở đây thì mình sẽ càng ngày mình càng đẹp hơn nữa.